Trên đời này nếu mà bạn có tham vọng làm hài lòng tất cả mọi người thì coi chừng. Một là bạn giả dối. Hai là bạn đang có mưu đồ gì đó xấu. Thì bạn mới có ý muốn làm hài lòng tất cả mọi gì. Mọi người, bạn phải uốn éo, bạn phải nắng mình cho vừa cái áo của người khác. Bạn phải vo mình cho nó tròn cái túi của người khác. Vậy thì bạn không còn là bạn nữa. Và bạn biến thành một dị dạng theo nhu cầu của người, chứ không phải là còn mình nữa. Trong khi đó, mình là một phiên bản của chính mình. Mình không thể nào mà ép mình bỏ cho vừa cái túi của ai được. Mà nếu ai đó muốn mình phải vo tròn để bỏ cái túi của họ, nói no, quờ phủ giao, em không muốn, em không thích, em không làm được. Nếu sống trong một gia đình hay trong một tập thể, ngay cả tới chùa đây cũng vậy, quý vị nên nhớ, nhà Phật có cái từ để bảo chứng cho chuyện này, đó là biệt nghiệp và cộng gì? Cộng nghiệp. Quý vị đang ngồi đây nè, hôm nay cùng tới đây tụng kinh Pháp Hoa, cùng trong đạo tràng, gọi chung là có một cái cộng nghiệp chung, cùng nghe Pháp. Nhưng mà tôi bảo đảm hồi nãy tôi hỏi cô này thì cô đó trả lời không hiểu, nhưng mà hỏi người khác, cô người khác trả lời kiểu gì? Kiểu khác, đó là biệt gì? Biệt nghiệp, tức là mỗi người mang trong con người của mình một gia tài, một vốn liếng và một lộ trình kiếp người khác nhau. Lượng kinh khác nhau. Ca sĩ Trịnh, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn đạt điều này rất là thoáng, rất là nhẹ. Mà quý vị nào mà nghe nhạc Công Sơn mà có học Phật thì hiểu và biết câu này. Và quý này, vị nào mà nhớ hay thường nghe thầy giảng thì thầy cũng thường hát cái câu này. Em đi bằng nhịp điệu 1, 2, 3, 4, 5. Tôi đi bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10. Ta đi bằng nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu sao khác người. Tức là mỗi người đi trên đời này đi bằng nhịp bước của số phận khác gì? Khác nhau, không ai giống ai được đâu. Cho nên thầy lặp lại ý tưởng này, trên đời này bạn sử dụng chữ không nhiều hơn thì bạn ít gặp rắc rối. Nghe nè, ngay cả ai mượn tiền mình mà mình nói không, sau này ít có gì đây, ít có mất lòng lắm. Nghe nè, còn nếu mà nói có một phát, sau này vừa mất tiền mà vừa mất gì? Mất lòng, mất bạn nữa không con? Có mất bạn không? Mất luôn, mất chưa? Rồi mất rồi, mấy phát rồi? Nhiều lắm. Đó, ngay đó. Thật sự là như vậy. Ngay lúc đó mình nói không thì bên kia hơi buồn một chút, nhưng rồi mọi cái nó đâu vào đó. Nhưng mà mình nói yes một phát, tối nay là mình buồn, mình lo. Vài ba tháng nữa mình thấy mình mất tiền, mất bạn. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại gì? Sao? Nó vãng sanh rồi. Nó vãng sanh rồi. Đó là tôi nói một cái. Còn nhiều thứ nữa. Còn nhiều thứ nữa. Nên quý vị thấy trong kinh Bát Nhã, tâm kinh, quý vị thấy không? Chữ gì nhiều nhất? Vô vô minh diệt, vô vô minh tận nại chí, vô lão tự diệt, vô lão tự tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt, vô gì? Vô đắc. Rồi lúc đầu là gì?
Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đà, thời chiếu kiến uẩn giai không, độ nhất thiết của ách xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị, sắc sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xá lợi tử, thì chư pháp không tưởng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng hành thức, vô nhãn, nhị tỷ, thiệt thân ý, ô cho vô. Đó, thuộc không? Có người đọc theo tôi mà thuộc phải không? À, không thuộc là quê lắm mà. Nhưng mà tôi nói thiệt quý vị, thuộc là một chuyện, mà chơi với nó được, sống với nó được, và thấm nó vào từng hơi thở, từng bước đi trong cuộc đời của mình, thì lúc đó quý vị đi chùa nó mới lời, nghe giảng mới lời, mới có giải gì? Giải thoát. Còn không mà người ta phan cho mình một cái, mình hốt về, mình bỏ đầy trong phòng, mình bỏ đầy trong giường, mình bỏ đầy bàn ăn, mình bỏ đầy phòng tắm, mình bỏ đầy tràn nhà của mình, mà trong kinh Pháp Hoa gọi gì là không thoát ra khỏi được nhà gì? Nhà lửa. Cái đầu mình nó nóng gì? Nóng lên, không ngủ được. Canh 4, canh 5 vừa chợt mắt, cái con quỷ sứ bỗng hiện gì? Hiện lên. Tức là nằm lăn qua lăn lại ngủ không được. Vì câu nói đó nó văng vẳng bên tai, gương mặt của nó hiện lên trong gì? Trong đầu. Và thấy cái miệng của nó hồi sáng nó đầy nghiến mình, mình còn thu lại ở trong gì? Trong tâm mình. Thu lại tâm. Cho nên nó quăng ra một cái, hình như nó đi đâu hồi sáng tới giờ, nó làm gì không biết, nó có nhớ không? Nhưng mình nhớ. Mà hồi nãy thầy hỏi có hai, ai làm mình khổ nhiều nhất, cầm tù mình nhiều nhất? Đó là những người gần gũi ta, những người gần gũi ta, những người mà tha thương yêu, ta lo lắng, ta nhớ, ta chờ, ta đợi, ta trông. Hoặc là những người mà ta thù, ta hận. Những người ta thù, ta hận. Những người này xuất hiện trong tâm ta nhiều gì? Nhiều nhất. Một bức hình khi mà mình chụp chung với lớp, hoặc là với công ty, với cái nhóm làm của mình, chụp chung một bức hình vậy, khi đưa cái hình ra, mình nhìn thằng nào trước? Nhìn con nào trước? Nhìn những người không thích, người thương, nhìn những người thương. À đúng rồi. Hai thằng mình nhìn trước nhất. Một là thằng mình thương, hai là cái con mình gì? Con. Trời ơi, coi cái miệng nó hô vậy mà nó còn chảnh cái mỏ lên kìa. Trời ơi, coi cái miệng nó vậy kìa. Đại khái vậy, tức là mình tìm ra cái xấu để mình bôi thêm cho nó nữa. Biết không? À, khi cầm một cái tấm hình của lớp, người đầu tiên mình tìm là người mình thương. Tiếp theo sau người mình thương là mình tìm có cái con nhỏ, cái con chảnh đó nó đang đứng ở góc gì? Góc nào? Và coi nó xấu bữa nay, nó xấu cỡ gì? À, nó xấu chừng nào? Nghe không? À, vậy thì hai đối tượng nó không cần ra đăng ký hộ tịch, hộ khẩu gì hết, mà nó đăng ký thường trú trong tâm mình nhiều nhất, đó là kẻ ta thương và người ta gì? Ta ghét. Cũng tương tự như vậy, ai là người cầm tù mình nhiều nhất cũng là hai loại người đó. Người ta thương và kẻ ta gì? Ta ghét. Và nhà Phật nói từ giải thoát chính là thoát ra hai cái đối tượng đó. Thoát ra hai đối tượng đó. Khi ta chưa thương ai, ta tự do dữ lắm. Và khi ta chưa bị ai thương, ta cũng tự gì? Tự do dữ lắm. Rồi một ngày đẹp trời, tự nhiên mình gì? Bán tự do của mình cho ai đó miễn phí. Nghe nè. Tự nguyện ngu, bắt đầu khởi động chế độ tự nguyện ngu. À, tự nguyện ngu, mà gọi là dịch ra tiếng Campuchia là ngu tự nguyện. Nha. Ngu tự nguyện. Lúc đó bắt đầu
cảm giác không gian tự do của ta nó gì đây? Bị kiểm soát. Nghe nào? Đi đâu? Với ai? Làm gì? Mấy giờ gì? Mấy giờ về? Nghe. Cơ quan chủ quản còn không? Dạ. Thì có thầy, cái chuyện đó có đó. Có hả? Nhưng mà cỡ này còn bị quản không? Có quản lý thầy. Cái này quay phim bả về bả coi là chết ông đó không nghe. Đừng có đổ thừa tôi nghe, đừng đổ thừa tôi. Rất lạ là khi mình đã thương ai hoặc ghét ai đó rồi thì người đó đi về trong ta, khỏi cần bấm chuông, khỏi cần điện thoại, mà họ đi vào tâm ta, họ ra vào tâm ta, họ ra rất tự do. Đóng cửa rồi họ vẫn vào được. Cho nên mấy kinh Pháp Hoa mới bảo rằng là nhà không có gì, không có cửa lớn. Rồi sau này nhà có cửa lớn mà chuỗi nó cũng không ra gì. Ra được. À, không ra được. Vì sao vậy? Vì nó đâu cần cửa. Quý vị nghe kịp không? Nó vào ra tâm ta không cần cửa. Không cần cửa. Ở cấp độ 1, quý vị để thiết lập được cái đời sống hàng ngày mà tránh bớt được những cái bị cầm tù đó, cấp độ 1 là giống như trong kinh Pháp Hoa là dụ cho nó gì? Cho nó ra cái đạt. Dụ ra cái đạt. Rồi sau ra rồi thì không phải cho xe hưu, xe dê, xe nai, xe trọc, mà cho xe gì? Cho xe lớn, đúng không? Xe lớn. Xe lớn thì khung trời giải thoát nó rộng hơn. Còn hiện tại quý vị đang sống ở trong đời sống nhân gian, còn phải bận bịu và lo toan cơm áo, gạo tiền, nhà ở, con cái, chồng con, đủ thứ hết. Thì bảo rằng là quý vị mà thoát hoàn toàn là không có đâu. Quý vị nghe kịp không? Ngày xưa Tất Đạt Đa muốn thoát hoàn toàn là nửa đêm ổng làm cái gì quý vị? Thái tử Tất Đạt Đa. Nửa đêm ông làm gì? Bấm nút. Biến. Bấm nút gì đấy? Biết. Có dám kêu bà xã vậy nói: em ơi, anh đi nha, em ở nhà đóng cửa chờ vậy? Không dám nói. Đi ông. Cái hình mà các nghệ sĩ diễn tả ở trên cái truyện tranh mình thấy đó ha. Ông bước chân ra vậy nè, mà ông nhìn, ông nhìn hai mẹ con đang gì? Đang nằm ngủ. Mặc dù là bà đang xây vô về, bà ấp đứa con mới sanh, nhưng mà ổng đi, ổng cũng cảnh giác. Ông đi cái đó mà nhúc nhích một cái, nói: anh đi đâu vậy? Dạ anh đi uống nước. Nghe không? Uống nước. Ở đây quý vị phụ nữ cũng nhiều nè. Đặt mình trường hợp mới sanh đứa con ra chưa bao lâu mà cái thằng đàn ông của đời mình nó bỏ nó đi như vậy, mình có điên lên không? Điên không? À, trả lời thật đó, điên chứ không điên. Tủi không? Tủi không? Nói thiệt câu nữa, hận không? Hận không? Không hận trời đánh chết. Không hận là nói xạo. Nghe không? Con cái mới ra đời mà nó nửa đêm nó bỏ nó gì đây? Nó đi không để lại một tin nhắn nào, đi rồi cúp nguồn luôn, qua dòng sông Anoma quăng điện thoại xuống dưới luôn. Nghe kìa. Đó thì quý vị đó, bản lĩnh giống như ngài đó. Theo sử, quyền sử thì ta thấy là bảo rằng ngài đã tu hành nhiều đời nhiều kiếp, hành Bồ Tát gì? Tát đạo. Và kiếp mà làm được Tất Đạt Đa vào, sanh vào, chọn vào làm thái tử đó là kiếp cuối gì? Cuối cùng để thành tựu chánh đẳng chánh giác. Vậy là có nghĩa là cái vốn liếng ngài nhiều không? Nhiều không? Nhiều lắm ạ.
nhưng mà cũng đâu có dám ở nhà tu. Ở nhà tu là bà nướng liền. Quý vị nghe kịp không? Cho nên rồi phải thoát ra khỏi nhà lửa. Thoát ra khỏi nhà lửa. À, thoát.